Thưa quý vị, kể từ tháng 3, lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã mở đợt ra quân xử lý xe quá khổ, quá tải và cơi nới thành thùng trên cả nước, siết chặt việc kiểm soát tải trọng của các phương tiện. Điều đáng nói, các xe chở hàng quá tải, quá kích thước cho phép của thùng xe. Tình trạng này không chỉ tàn phá đường xá mà còn là nguy cơ dẫn tới tai nạn giao thông. Sau đây là ghi nhận của phóng viên VTC14 tại tỉnh Thái Nguyên và Hà Nam. Quốc lộ 3 tỉnh Thái Nguyên, không khó để bắt gặp hình ảnh những chiếc xe chở vật liệu rời, cơi thùng, quá tải. Trên quốc lộ 3, chỉ một đoạn đường ngắn, tổ công tác đã kiểm tra và phát hiện nhiều xe vi phạm chở quá mức tải trọng cho phép. Trong đó có những xe đi từ các địa phương khác qua. Dạ, em chở ít sắt vụn linh tinh thôi mà anh. Sao lại quá chở quá tải như này? Thì thực ra thì cái này thì một em đi thì nó do dưới kia nó bốc bằng tay nghe, đâm ra cái này thì nhấc lên xe thì không lướt lên xuống được. Chở đá đất ạ. Cái xe mình có cơi nới không? Cũng có anh ạ. Cơi mà bao nhiêu phân? Cái này em mới lái em chưa biết là cơi bao nhiêu em. Theo lực lượng chức năng, việc để xe quá tải, quá khổ, tái diễn thì nguyên nhân chính vẫn là để lỏng công tác kiểm tra từ đầu nguồn. Bên cạnh đó, công tác xử phạt cũng đang vướng phải một số khó khăn. Do chưa có bãi hạ tải nên xe chở quá trọng tải khi bị xử phạt nhưng không thể hạ tải trọng. Thế khi mà chúng tôi xử lý thì cái khó khăn trong cái việc khắc phục cái hậu quả, tức là cái biện pháp hạ tải thì hiện tại cũng chưa có các cái bến bãi để chúng tôi thực hiện được triệt để về cái vấn đề này. Thì chúng tôi cũng đã yêu cầu lái xe đấy, thực hiện ngay cái biện pháp và khắc phục hậu quả là hạ tải ngay lập tức. Đấy, có thể là sang hàng cho các cái phương tiện khác để chuyên chở để phục vụ cái việc di chuyển đảm bảo an toàn và theo đúng quy định của pháp luật. Còn ở tỉnh Hà Nam, những chiếc xe quá tải bỏ chạy khi thấy lực lượng chức năng. Vi phạm hiện được lý giải là rất ít địa phương nào có đủ lực lượng để duy trì việc kiểm soát tải trọng xe tại đầu nguồn 24/24 giờ. Bên cạnh cái việc là kiểm soát cái vận tải trên các cái địa bàn mỏ ấy, thì nhiều khi là cũng còn một số các cái nhiệm vụ khác nữa, cho nên cũng không thể thường xuyên 24/24 có mặt ở trong các cái khu vực mỏ để xử lý được. Cho nên là các cái phương tiện cũng lợi dụng cái thời gian sơ hở này, thì cũng một số ít các cái phương tiện cũng đã lợi dụng để có cái sự là chở đầy, chở cơi nới. Do không thể yêu cầu lái xe hạ tải xuống đường nên chủ yếu chỉ xử phạt rồi xe quá tải vẫn chạy tiếp, đồng nghĩa vẫn gây tổn hại tới cầu đường, nguy cơ tai nạn. Muốn giải quyết được dứt điểm vi phạm, theo các lực lượng chức năng thì doanh nghiệp, chủ phương tiện cần phải gương mẫu, thực hiện nghiêm quy định ngay từ khi bốc xếp hàng hóa từ đầu nguồn và kiểm soát chặt chẽ phương tiện trước khi rời bến bãi.